Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày nay thời tiết ở miền Bắc, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc Bộ, trời đã khô ráo hơn vào trưa chiều. Nhiều nơi xuất hiện nắng và nhiệt độ tăng lên. Cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 24 cho đến 26 độ, thời tiết ấm áp hơn những ngày đầu tuần. Dự báo trong ngày thứ 6 và thứ 7, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp từ phía Tây có xu hướng mở rộng dần sang phía Đông. Do vậy, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, vào đêm và sáng trời nhiều mây, sương mù và có nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ tiếp tục tăng dần lên với mức nhiệt thấp nhất vào đêm và sáng sớm, phổ biến ở vùng đồng bằng vào khoảng từ 20 đến 22 độ, vùng núi thấp hơn khoảng từ 1 đến 3 độ. Còn ban ngày thì trời có nắng yếu và nhiệt độ đạt mức là từ 24 đến 27 độ trong ngày mai, sau có khả năng tăng nhẹ thêm vào ngày thứ Bảy. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ do cường độ nắng mạnh hơn nên ở một số nơi như là Mường Lay, Mường La, Sông Mã hay là Điện Biên, nhiệt độ có thể lên mức là từ 29 đến 32 độ. Sau đó, sang đến ngày Chủ nhật cuối tuần và thứ hai tuần tới, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại. Đợt không khí lạnh này có cường độ khá yếu nên thời tiết biến đổi không nhiều. Mưa nhỏ xuất hiện rải rác và tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền núi, cùng với nền nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ ở tỉnh phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn. Ở các tỉnh phía Bắc miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày tới vào đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ. Một vài nơi có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Trưa chiều thì trời có nắng và nhiệt độ tăng lên mức là từ 25 đến 28 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây khu vực, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi, trời phổ biến không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều duy trì trong mức là từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân cũng như du lịch tại đây. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên những ngày tới thì trời hầu như không mưa, ngày có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức là từ 29 cho đến 32 độ, một số nơi thì còn trên 33 độ. Còn tại Nam Bộ phổ biến là từ 31 đến 34 độ, có nơi đạt 35 độ ở miền Đông Nam Bộ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp, đặc biệt vào khoảng thời gian trưa chiều thì giảm dưới 50% nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Người dân chú ý nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến ít mưa, tầm nhìn thoáng. Gió Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình, phổ biến ở mức cấp 4, có nơi cấp 5. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thì vẫn thịnh hành gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, thời tiết phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn nhiều mây và có sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm, còn trưa chiều thì nắng ráo và nhiệt độ tăng nhẹ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày 28 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.